Hôm qua châm một lần thì nó bớt được bao nhiêu phần trăm rồi bác? Hơn một nửa rồi hả? Dạ. Bác cứ ăn uống bình thường nhé. Chắc châm lần này ngày mai nữa là chắc là ổn đấy. Dạ. Đừng có mang vác nặng nữa nha. Người này mà còn đi bay bao xi măng nữa thì thôi chịu rồi đó. Vâng, may là nó chỉ giãn dây chằng ở chỗ này thôi, chứ nó mà ảnh hưởng đến cột sống thoát vị đế đệ nữa là hơi bị đau lắm đó. Cái đấy là chắc phải ra nằm viện thôi đấy. Dạ vâng. Vâng. Thế hôm nay đã thuê người chưa? Dạ. Dạ dạ. Vâng, thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe. Có gì đấy cháu để lại số đấy. Đau thì tại vì cháu cũng chữa bệnh quanh quanh đây này. Vâng, cháu hay chạy qua nhà bệnh nhân ấy, cho nên là cô có gì cô cứ bác cứ có gì bác cứ gọi. Dạ. Thế nhá. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng ạ.